Chào mừng các bạn đã đến với chương trình On Green. Hôm nay tôi, Trần Lê Duy Nhất và Trương Chí Quân sẽ giới thiệu cho các bạn về những dụng cụ chúng tôi đang dùng và cái bộ gậy của chúng tôi khác nhau như thế nào. Ở đây tôi và Trương Chí Quân đang dùng hai hãng gậy coi như là nổi tiếng nhất trên thế giới và hai hãng gậy khác nhau có những cái điểm đặc trưng khác nhau. Không biết là Chí Quân đã dùng cái hãng gậy này được lâu chưa? Có thay đổi gì cho năm nay của Chí Quân không? Thưa anh Nhất, thì tôi đã dùng hãng Titleist này cũng được 8 năm rồi và tôi cũng không có ý định là thay đổi hãng gậy này bởi vì tôi đã rất quen với cả cái đầu gậy và cái cách đánh của những cái gậy này. Đối với tôi thì tôi năm nay tôi có thay đổi rất là nhiều trong cái bộ gậy của tôi và nhân dịp này tôi cũng sẽ giới thiệu cho các bạn trong túi gậy của tôi có những gì và thay đổi như thế nào so với những năm trước. Tôi sẽ bắt đầu bằng cây gậy driver của tôi. Tôi sử dụng gậy driver TaylorMade cũng từ năm 2011. Nhưng đối với tôi thì cây gậy driver tôi thay đổi khá là dễ. Năm nay tôi sử dụng cây gậy sim 9 độ và thân shaft. Tôi sử dụng shaft Tensei màu cam. Tôi sử dụng shaft này được 4 năm nay rồi và tôi chưa có ý định thay đổi vì tôi cảm giác thấy thoải mái để ra lực với cái cây shaft này. Và cây shaft này cũng là một trong những cây shaft có độ spin ít nhất trên thế giới bây giờ. Kế tiếp là tôi dùng cây ba gỗ cũng sim 15 độ. Tôi thấy rất là thoải mái khi đánh cái model này năm nay. Có một phần nào đấy dễ đánh hơn model của năm ngoái. Shaft của tôi cũng là Tensei nhưng mà là Tensei màu trắng. Thì shaft Tensei màu trắng này 70g Flex TX. Shaft Tensei màu trắng này khác với shaft màu cam là đưa bóng lên cao hơn nhưng vẫn có độ spin rất là ít. Năm nay cũng có một sự thay đổi khá là lớn đối với tôi trong bộ gậy là tôi bỏ cây năm gỗ ra. Năm gỗ thì tôi đã dùng rất là lâu rồi nhưng năm nay tôi thế bằng gậy Rescue 3 19 độ, cũng là model sim Max với shaft Tensei cam giống model shaft của driver của tôi. Vì cái cây gậy 3 Rescue này có đường bóng đi khá là cao rồi nên tôi không có cần dùng shaft Tensei trắng. Shaft của cây Rescue 3 của tôi là 80g Flex X. Và tôi không biết, có thể là tôi đã hơi già rồi nên tôi cảm giác là tôi dùng thêm cây Rescue 4 22 độ thấy rất là dễ đánh và rất là thoải mái. Các năm trước tôi cũng thử nhưng mà dường như là tôi cảm giác là đường bóng đi quá cao. Nhưng mà năm nay tôi không biết tại sao nhưng mà tôi lại thấy cây này rất là hợp với tôi. Cũng là shaft Tensei cam nhưng cây số 4 của tôi là shaft 90g với Flex X. Trong túi gậy của tôi cũng thay đổi bộ gậy sắt. Cũng như các bạn đã theo dõi On Green thì lần trước tôi vẫn còn bộ PSI mà tôi đã dùng trong 5 năm rồi. Năm nay tôi đang thử bộ gậy sắt mới P7MC với shaft Project X 6.0. Bộ này trước khi tôi sử dụng tôi có một cái cảm giác là sẽ rất là khó đánh hơn. Nhưng thật ra là có thể là do công nghệ năm nay tốt hơn nên bộ gậy này vẫn giúp tôi đạt được cái cự ly mà tôi mong muốn với một cái cảm giác êm hơn. Shaft năm nay tôi cũng dùng shaft nặng hơn là shaft Project X. Còn 5 năm trước tôi dùng Project X nhưng mà PXI
nhẹ hơn shaft này khoảng 10 gram. Và trong bộ gậy của tôi có từ 4 sắc cho đến gậy pitching là P7MC. Tôi sẽ thay đổi giữa cây 4 sắc và cây 4 rescue tùy theo thời tiết và tùy theo sân golf. Nếu mà sân golf có ít gió và nằm bên trong đất liền, tôi sẽ sử dụng cây rescue 4. Còn ở những sân golf mà có thể gần biển hoặc là gió nhiều, tôi sẽ sử dụng cây 4 sắc để tôi thực hiện được những cú đánh stinger. Bộ gậy wedge của tôi cũng có một số thay đổi là tôi quay lại cây TaylorMade Mule Grind 52 độ. Cây Mule Grind này tôi vẫn giữ lại từ lúc tôi thi đấu thường xuyên trên Asian Tour. Và trên tour thì các cây gậy dường như là họ không có muốn có một cái lớp xi bên ngoài cái đầu gậy, giữ cho thép nguyên thủy và thép sẽ bị sét, nhìn rất là không có thẩm mỹ. Nhưng cái cảm giác đem lại được cho golfer lúc tiếp xúc bóng thì sẽ rất là êm. Và có thêm một cái độ mòn nào đấy trên mặt gậy thì sẽ tạo cho trái bóng thêm độ spin. Và cây 58 thì tôi dùng cây Mule Grind 2, model mới hơn cây 52 của tôi. Nhưng mặt gậy vẫn là mặt gậy sét, không có một lớp xi nào đấy trên mặt gậy. Thì sẽ giúp cho trái bóng spin nhiều hơn. Và tôi có thêm một cây 60. Cây 60 này không có thuộc hãng gậy mà tôi thường sử dụng, nhưng trong một lúc tình cờ tôi tìm được cây này. Cây này là cây Engage Nike, hiện tại là không còn sản xuất nữa. Tôi hy vọng tôi sẽ kiếm được thêm một vài cây dự phòng, vì theo các bạn đã biết là Nike đã dừng sản xuất gậy trong một vài năm nay rồi. Và tôi cũng thay đổi putter, thì dường như là bộ gậy năm nay của tôi là tôi thay đổi hoàn toàn tất cả. Putter năm nay tôi thay đổi qua cây putter của hiệu Lab Golf. Hiệu Lab Golf này họ sản xuất ra cây putter dường như là cân bằng nhất trên thế giới bây giờ. Cảm giác là tôi không có cần dùng cây putter dài bằng ngực của tôi trong những trận thi đấu năm ngoái để tôi giữ được thăng bằng nữa. Tôi hiện đang putt khá là tốt với cây này và hy vọng là sắp tới, sau dịch, sẽ có thêm giải để tôi thi đấu và tôi xem tôi có putt được tốt hơn cây putter dài của tôi không. Chứ hiện giờ là tôi đang cảm giác là tôi dùng cây putter này rất là tốt. Và không thiếu trong bộ gậy của tôi là một cây Orange Whip. Tôi thường dùng cây Orange Whip này để tôi khởi động trước khi tôi ra driving range. Vì cơ thể của tôi không có còn được dẻo dai nữa nên tôi cần khởi động rất là kỹ trước khi tôi có một cái cú đánh với một cái lực khá là mạnh. Trương Chí Quân có thể giới thiệu cho mọi người bộ gậy của Chí Quân có những gì được không? Hiện tại thì trong bộ gậy của tôi đang dùng cây driver TS3 của hãng Titleist. Thì cây gậy này tôi cũng đã dùng được trong vòng 2 năm nay từ lúc gậy TS3 này mới sản xuất. Shaft driver của tôi là Atmos Tour Spec 6X. Thì đối với cái shaft này tôi thấy là đường bóng của tôi bay được rất là cao và cùng với đó là cái độ spin của bóng sẽ được giảm đi. Thì điều này sẽ giúp cho tôi đánh cây driver xa hơn so với bình thường. Cái độ gậy trên cái cây driver TS3 của tôi là 9.5. Và cây ba gỗ tôi cũng dùng TS3 của hãng Titleist. Cây ba gỗ của tôi có độ mở là 15 độ. Shaft của tôi là Kuro Cage 75 gram X. Và cây shaft này với cả cái
đầu TS3 này tôi cảm thấy là đường bóng của tôi đi núp gió rất là tốt và đánh được những cú stinger rất là tốt. Tôi chọn cái cây này trong bộ gậy của mình là vì lý do đó. Tiếp theo là tôi có cây ba sắc U500 của hãng Titleist. Cái đầu ba sắc này tương đối to so với tất cả các ba sắc khác mà tôi đã dùng từ trước nay. Thì cái đầu to này đã giúp cho tôi có được sự tiếp xúc bóng tốt hơn và chính xác hơn. Cái shaft mà tôi dùng cho cái cây ba sắc này là Evenflow Project X 6.5x 100g. Trong bộ gậy sắt của tôi dùng cây 620 CB và cây này tôi cũng đã dùng được 1 năm rồi. Và tôi cảm thấy là cái mặt gậy của cây CB này rất là bén ở phần trên. Điều đó đã giúp tôi lúc mà nhìn xuống đường bóng thì cảm thấy rất là thoải mái. Bộ gậy sắt này thì tôi có từ 4 sắt cho đến cây pitching. Và cái shaft của bộ gậy này là True Timber Dynamic Gold AMT X100. Và trong bộ gậy của tôi có 3 cây gậy wedge, cây 52 độ, cây 56 độ và cây 60 độ. Bộ gậy wedge này của tôi tương đối là mới. Mới ra vào đầu năm nay là bộ gậy Vokey Wedge SM8. Lý do vì sao tôi dùng độ 52, 56 và 60 là vì từ trước nay, từ lúc nhỏ là tôi đã dùng 3 cái độ này và tôi đã quen với cả cái lực đánh của 3 độ này rồi. Nên tôi cũng không có muốn thay đổi qua 54 hay là 58. Vì thế tôi giữ lại 3 cái độ này trong bộ gậy K-Wash của mình. Và shaft của tôi cũng là Dynamic Gold True Temper AMT X100. Cây butter của tôi là Scotty Cameron Select Newport. Cây này là cây mới sản xuất ra từ đầu năm nay. Và có một cái mặt butter rất là truyền thống. Từ trước nay thì tôi đã dùng nhiều cây mallet của Scotty Cameron. Nhưng vì gần đây tôi cảm giác cây blade này mình có nhiều cảm giác hơn. Nên tôi thay đổi qua cây blade này. Theo như các bạn đã thấy, môn golf này là một môn rất là thú vị, không có giống như các môn thể thao khác. Chúng ta luôn thi đấu trên những sân golf khác nhau và hố golf nào cũng không có giống hố golf nào. Và ngay cả trong cái dụng cụ các bạn sử dụng, các bạn có thể chọn ra những hãng gậy khác nhau và nhiều loại gậy khác nhau để các bạn có thể là có một cái cuộc chơi tốt hơn và hợp với cái cách chơi của các bạn hơn. Tôi hy vọng các bạn đã thấy được sự khác biệt của bộ gậy của tôi và bộ gậy của Chi Quân. Và cũng giống như là game của tôi cảm giác thấy rất khó khăn khi đánh cây 4 sắc trong năm nay, nên tôi đã thay đổi thành cây Rescue 4. Nhưng Chí Quân vẫn có tốc độ swing rất là cao, nên Chí Quân vẫn giữ cây 3 sắc và cây 4 sắc trong bộ gậy. Cảm ơn Trương Chí Quân đã chia sẻ cho mọi người biết được bộ gậy của Chí Quân đang có những gì. Và cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn trong chương trình On Green kỳ sau.